Đây nhé các bạn ơi, mình lại dép đấy, lỗ của nó đây. Là bây giờ nó có hai lỗ, một lỗ vào trong này đây, một lỗ vào đây, còn một lỗ đi qua bên trên. Nhưng mà mình không quay được lỗ trên đấy. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đào cho các bạn xem nha. Con này tôi nghĩ là nó vừa đây thôi, bởi vì hôm nọ mình qua đây là chưa thấy nó ở đây. Và bây giờ mình sẽ quay cho các bạn cùng nhìn nha. Và bây giờ mình cũng đào lên cái tổ của nó thôi. Cho anh xem này. Con này chắc là con được đấy. Đấy, cái tổ của nó đây nhá. Nó nằm ngay dưới này. Và chắc mình ra đây nó sợ nó chạy. Và bây giờ mình sẽ đào xem cái lỗ của nó đâu nhá. Các bạn cùng theo dõi nha. Các bạn cùng theo dõi các phản nhé. Mình sờ kiểu như con rúi trong này nhưng mà không biết có phải không. Có nhiều lỗ mình có thể biết là nó đi lỗ nào. À chắc tôi nghĩ là đây rồi các bạn ơi. Mình nghĩ là đây rồi. Đây mình sẽ quay lại gần đây. Các bạn được xem này, đang gùi lớp đá đất đây. Anh em xem nhá, sắp thấy nó rồi nhá. Ui. Sao lại có hai lỗ này? Chưa thấy nó nha các bạn nhé. Nãy mình sợ thấy nó rồi nhưng mà bây giờ nó lại có hai lỗ, không biết đi lỗ nào nha. Bên mình đào lỗ này trước. Đây rồi các bạn ơi, đây rồi. Các bạn nhìn nhá, đây rồi, đây cho em xem nhá, đào lên nó rồi. Con này cũng khá to nhé. Đấy, anh thấy không? Nó đang quay đầu lại đây. Mình đào lên nó quay đầu lại. Đây rồi. Anh thấy không? Đây. Đấy. Đây rồi. Anh thấy không? Nó kiểu như đang ngủ nhá. Nó đang quay đầu lại nhưng mà cái lỗ nó hơi bé, nó không quay được. Và bây giờ mình sẽ lấy ra nhá. May mà con này nó là nông. Nó ở sâu thì đủ mệt đấy.
ra đây xem nào, ra đây xem nào, ra đây, để ta cầm đứa con này lôi ra, đây rồi, các bạn thấy không, to chưa, con này to chưa, đây, đây, các bạn thấy chưa, mình tóm được nó nhá, đây, 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 rất là to, con này tôi nghĩ là phải hơn cân rồi, các bạn thấy chưa? Và cái loại dúi này rất là ngon nhá. Bạn nào mà chưa thưởng thức thì mình có yêu cầu cho mình sẽ lấy một con cho các bạn nhé. Đây, con này rất là ngon này, mình nhìn thấy kiểu như thịt rất ngon nhá. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình nhé. Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhớ đăng ký và like và chia sẻ cho mình nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình.